Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một hành trình đầy thú vị và bí ẩn về lịch sử ăn thịt người của các bộ tộc bản địa tại Papua, Indonesia. Hãy cùng The Documentary tìm hiểu trong series bí ẩn các bộ tộc trong tập này nhé! Có một thời gian, trong những khu rừng rậm rạp của Papua, Indonesia, tồn tại những câu chuyện huyền bí và rùng rợn về tập tục ăn thịt người. Những bộ tộc bản địa như Korowai đã từng nổi tiếng với nghi lễ này. Họ tin rằng việc ăn thịt người là một phần của nghi thức tâm linh để xua đuổi ma quỷ và trả thù cho người thân đã khuất. Các bộ tộc bản địa nơi đây đã thực hiện những nghi lễ mà nhiều người bên ngoài khó có thể tưởng tượng được. Có thể bạn thắc mắc, tại sao họ lại làm vậy? Đó không chỉ là vì nhu cầu sinh tồn mà còn vì những lý do tâm linh sâu sắc. Hãy tưởng tượng một thế giới nơi ma quỷ và linh hồn người chết có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Bộ tộc Korowai sống trong những ngôi nhà trên cây, từng tin rằng ăn thịt kẻ thù hoặc những người bị coi là phù thủy sẽ giúp họ xua đuổi ma quỷ và bảo vệ cộng đồng. Không chỉ Korowai mà cả những bộ tộc như Dani và Eli cũng từng tham gia vào các nghi lễ này. Với họ, đó là cách duy trì trật tự xã hội và tôn vinh những chiến binh dũng cảm. Ăn thịt người đã chết không phải là một hành động tàn bạo mà là một nghi lễ trang trọng, biểu hiện sự tôn kính với người đã khuất và sự bảo vệ cộng đồng. Những câu chuyện này đã lan truyền khắp thế giới, làm dấy lên sự tò mò và sợ hãi. Nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng, đó là một phần của văn hóa và niềm tin cổ xưa mà ngày nay hầu hết các bộ tộc đã từ bỏ. Ngày nay, nhờ sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài và các chương trình phát triển, nhiều bộ tộc đã thay đổi lối sống và hòa nhập với cuộc sống hiện đại hơn. Tập tục ăn thịt người giờ đây chỉ còn là một phần của lịch sử.